cha cha cha, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Hãy cứ hát ca đi, hãy cứ sống yêu thương, dù cho bao nhiêu cho rắc rối nà, mãi mãi quấn quýt nhau, mãi mãi hát khúc ca. Cậu vừa đủ xoài sung sari, cậu vừa đủ xoài sung sari. Ê, làm gì vậy? Hả? Cái bàn tao thấy trước, cái bàn này thấy trước, cái bàn này của tao. Gì của mày? Bộ bàn có ghi tên này hay sao? Nó không ghi tên, tao thích cái bàn này, cái bàn này của tao. Mày. Ai ai? Cắn như mày, cắn như mày. Tao nói cho mày trả tao chưa? Không trả. Trời đất ơi, con hai thằng điên này kìa. Quán một rừng bàn nó không ngồi, nó cắn nhau thì muốn giết nhau để giành cái bàn. Nhưng cái bàn này ở trung tâm vũ trụ tao phải ngồi. Muộn rồi. Bạn đi rồi, là cái bàn này của mình rồi ha. Bạn đi chỗ khác đi nha. Khỏi xin ngồi bàn tao ha. Biến chỗ khác, bàn bên kia kìa, biến. Tụi bay ngồi luôn đi. Đi. Đủ rồi, bộ cha xanh mẹ đẻ giờ chưa đấy, con gái đẹp hả? Thấy con gái đẹp mà chảy nước miếng, trời ơi, con chảy nước miếng tới ghê không? Hả? Cái thứ gì đâu không à? Muốn cái gì? biết rồi bay ơi, hoa hồng đẹp thì thường có gai. Chứ giờ người ta gọi là hoa lạc giữa rừng gươm, phải không? Đúng rồi, đẹp có đẹp luôn. Cái gì? Kêu đi, em. Cho ly kem. Sợ luôn á, ba uống món đàn ông dễ sợ luôn à. Trời ơi, sao mấy người có cái đầu không? Có cái đầu để làm cái gì? Cái đầu để trang trí cho vui sao biết suy nghĩ? Quán người ta mấy chục món, kêu đúng một món là sao? Bộ người ta uống cái gì mình phải uống cái đó hả? Phải biết độc não, phải biết suy nghĩ chứ. Tại sao không mỗi người một món hả? Em đang giáo huấn mình, em đang chửi vô trong mặt mình là khi mình phải động não suy nghĩ, hiểu phải không? Động não suy nghĩ. Đúng rồi, mỗi đứa là phải kêu một món. Kêu đi. Làm cho anh món ca cao sốt gà đường phèn, đừng lấy đường cát trắng, anh uống anh bị dị ứng. Về cho má làm cho anh uống. Đúng rồi, em chửi mày là đúng rồi, cái đó uống vô là kết tủa vô trong bụng là chết luôn, hiểu không? Chứ sao? Em. Anh. Cho anh một ly sinh tố thanh long nhưng mà bỏ hộp. Thì đó, bỏ. Về cho ông nội em bỏ hộp cho anh uống. Trời đất ơi, hai thằng cha sống trên rừng, trên rú, ăn cắm sú, cắm heo, sao mày xuống đây mà kêu mấy món vậy, không phải của loài người ăn vậy hả? Anh này được nè, anh muốn cái gì? Em vào trong làm anh trà chanh, anh ngồi chém gió hàng cha này đi. Hả, kêu cái gì mà kỳ cục vậy? Thôi, trời đất ơi, bây giờ có đổi món thì mà cũng nói món lão, loãng cào cào lên là sao vậy? Làm ơn mở to cái mắt ra nhìn cái quán tôi đi. Cái quán vậy có một mình tôi phục vụ à, mà kêu toàn món khó vậy sao tôi làm? Cái món gì dễ dễ thôi. Món nào dễ dễ hả? Nè, tao uống cà phê đá. Cà phê đá. Còn mày uống cà phê đen. Cà phê đen. Còn mày uống cà phê đen bỏ đá. Cà phê đen bỏ đá. Mệt quá, mệt quá. Trời ơi, có mấy ly nước thôi mà phải bàn tới bàn lui là sao vậy hả? Trời ơi, nhìn mấy cái mặt này tôi bắt nực rồi hả? Nãy giờ nha, tôi không nóng nha, tôi nói cho giả cho mấy bà tài đó. Tôi mà là mấy người tôi chọn mấy bà tài rồi đó. Quán này là như vậy đó. Uống được thì uống, không uống được thì đi. Kêu hay là biến? Bấm nút biên. Đàn ông cũng có bản lĩnh. Hồi còn làm hội trưởng buồn, còn vô hội thiêu tán dốc, còn bây giờ không có làm nữa, không biết đi đâu. Tám ơi, cho bà ly nước cam với con. Nổi điên không? Con mẹ nè mà vô duyên, dễ sợ vô duyên à.
quán ta đổi chủ từ đời nào rồi, vô đây kêu tám 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 có ở đây, đi chỗ khác kêu đi bà nội. Mẹ ơi, đứa nào mà hỗn quá vậy bay? Đứa nào trời ơi, vô đây mà kêu đứa nào chủ quán cà phê đây chứ đứa nào, mấy người là đứa nào? Ê trời ơi, cái con kia mày ngon mà anh Hùng Quân Tử, mày bước ra đây mày nói chuyện với tao nè, mày đừng có núp vào trong đó mày bắn tỉa nghe mày. Mà anh Hùng mày ra đây, là ai mà nói tôi bắn tỉa? Lão bà, dạ con xin lỗi lão bà, dạ con mời bà ngồi. Trời ơi, cái con nhỏ này cái miệng nó độc địa như mãn xà dương vậy đó, mà sao mà cái mặt đẹp dữ trời vậy ta. Xin lỗi bà, con không biết bà, nghe tiếng mà không có thấy hình. Dạ con mời bà ngồi. Ừ. Tưởng đứa nào. Con, chủ quán mới của quán này. Ủa, nói vậy mày chủ quán mới thiệt vậy đó hả? Dạ là con mà. Bà không chịu cập nhật thông tin gì hết trơn á. Bà Tám bà sang lại cái quán này cho con là cả tuần nay rồi. Hèn gì, cái con Tám này nè, nó đi nó không tự giả, mình không thấy nó lãng vãng qua nhà gì hết trơn trời à. Trời ơi, tự giả gì bà ơi, con nói bà nghe nghe, vừa mập vừa già vừa xấu, có người họ cưới là mừng quá, trời ơi mừng lắm, xách gói theo trai luôn, ở đó thời gian đâu đi từ biệt hàng xóm. Bởi vậy sang cái quán này cho mày. Dạ đúng rồi. Từ quán con Tám mà đổi lại là quán Độc Xà, thấy không con? Đâu có, bà lộn rồi. Quán của con là quán Kim Tê Hy, tên con á. À vậy hả? Dạ. Kim Tê Hy mà tao nghe lộn, tao tưởng nó mãn xà dương. Cái chọc con hoài à, bà vui tính quá. Nè bà uống gì con pha cho. Cho ly nước cam uống chơi được không? Dắt tay nào mà không được chứ, chờ xíu. Con gái con lứa mà đang nói vậy sao nó có chồng được trời. Thời buổi này mà kiếm đứa con gái hiền hậu nết na dễ thương thiệt, nó khó như là mò kim đáy biển vậy đó. Ủa, bà nói ai vậy? Tự sự mình được không? Bà dữ quá à. Uống nước đi bà, uống nước cam đi. Bà biết sao, ngồi con mới lại đây nè, con nghe ta đồn á là trong cái xóm này nè có bà chín đó đó, bà già 80 mấy tuổi rồi mà bà hung dữ lắm, cái nết của bà nó dữ mà dữ trời thần đất lở luôn vậy đó. Con tưởng con mình bà chín thôi chứ thì ra vẫn còn lại một bà. Có nghĩa là nguyên cái số này chỉ có bà chín bà dữ dằn thôi đúng không? Dữ lắm, cái nết ghê lắm. Nết bà dữ lắm đúng không? Dạ đúng rồi, chỉ còn tồn tại mình bà à, còn mấy bà già kia chắc hiểu hết trơn trọi rồi. Xin tự giới thiệu với chị, tôi là bà 99 nè. Cái gì? Bà là bà 99 hả? Nó đó. Trời ơi, hân hạnh cho con quá à. Nghe danh bà đã lâu, hôm nay con mới được diện kiến dung nhan của bà đó. Ủa bà, con nghe nói là bà làm cái chức hội trưởng như hội thêu đó. Sao rảnh rỗi ra đây uống nước vậy bà? Đừng động đến nỗi đau ở trong tim. Tại cái con phản bội nó đó. Con nào? Cái con đó hồi xưa nó là bạn thân của con dâu của bà. Nó lòng nào nó đá bằng một phát. Trời ơi, 10 cái số nó nhào lên nó chưa dành cái chức hội trưởng của bà luôn á. Trời đất ơi, con nào mà nó ăn ở ác nhân ác đất gì, người ta già cả rồi mà đá người ta ra cái bát dành cái chức hội trưởng người ta. Đúng rồi. Bà nói đi, bà nói con đi, con tới con chửi cho bà. Cái chuyện chửi lộn là để con, nghề của con. Độc mồm, độc miệng, nhiều khi cũng có chỗ dùng vậy đúng không? Nói thiệt, bà muốn nói xấu người ta đâu. Mà nhất là nhắc tên con nhỏ đó là bà càng không muốn nhắc gì. Nhắc cái bệnh, giận cái bệnh. Nhưng mà cái chuyện này bà phải kể cho con nghe. Kể con nghe để con có một cái cách nhìn người. Có người ta ở ngoài đẹp đẽ, xinh xắn như vậy đó, nhưng mà không phải vậy. Số quắc à. Ừ, để bà kể con nghe cái chuyện này. Chuyện nó như vậy nè. Sao? Ôi tôi đã nói bà cảm rồi. Thôi bà về đi. Ở đây hả, bà lay tụi tôi bây giờ. Nghe tôi hỏi nè, cái bức tranh này á, chị thiêu chỉ nổi lên, người ta gọi là thiêu 3D đó, mà chị thiêu sao nhìn giống BD quá vậy? Thiêu bức tranh này lâu chưa? Tôi thiêu 1 tháng rồi. Tháo ra làm lại. Trời. Hết chị. Còn tôi nói với chị rồi nè, chị phải thiêu cho thật sống động, giống như là hoa thiệt vậy đó. Thiêu cái màu gì mà chìm quá vậy? Tháo cái màu cam này ra, lấy màu hồng cánh sen thiêu vào. Tôi thấy á, hôm nay á, bà bị cảm á, nên mắt bà hoa rồi đó. Bây giờ tôi là hội trưởng hay là bà hội trưởng, thiêu lại màu hồng cánh sen cho tôi. Hết.
Thôi thôi được rồi, để tôi theo lại. Tháo ra làm lại từ đầu. Rồi, nó biết rồi. Ý da. Sao kỳ vậy ta? Hồi nãy bây giờ mình rất là bình thường mà. Từ lúc á mà mình hành hạ mấy bà, mình bị mấy bà thiêu lại, chỉ bà những điều thiêu sai, tự nhiên cái mình hát xì liên tục à. Giống như là mấy bà đang chửi rủa lén mình nè. Không được, phải ba mình một lời mấy bà này mới được. Ngừng theo, tôi kêu ngừng theo. Hai bà nhìn thẳng vào mặt tôi đi. Trong hai bà nào ghét tôi, bà nào chửi tôi, bà nào đang rủa xả tôi, cứ nói thẳng ra đi. Đừng có để bà tôi hát xì hoài vậy. Nãy giờ bà thấy tôi cắm mặt vô đây tôi theo, hơi đâu tôi chửi bà. Vậy bà? Dạ, không có. Dạ thưa bà hội trưởng. Tại vì tôi biểu bà sửa sai, tôi bắt bà phải tháo ra thiêu lại. Bà có ghét tôi không? Nếu mà tôi bà ghét bà, tôi chửi thầm bà. Thà tôi chửi thẳng vô mặt bà luôn. Mắc mớ gì tôi phải nói thầm. Bà sao bà đa nghi quá. Hai bà không có ai chửi rủa tôi à? Vậy thì ai? Hát xì bà về đi. La 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 la. Tê Hi à, Tê ơi, con đang rửa ly ở dưới. Trời đất ơi, gì? Tao biểu nè. Dạ. Sao kỳ vậy? Sao mỗi lần mà tao kêu Tê Hi là không bao giờ mày lên tiếng, mà chừng nào tao kêu Tê là mày lên tiếng là sao vậy? Vì biết sao không? Cái tên Tê Hi là mới đặt sau này cho nó giống Hàn Quốc nên chưa có quen. Trời ơi, gì ơi, nhìn gì mà nó chán xối lóa luôn á. Gì đâu mà trời ơi, sao mà nó sắc màu dữ vậy? Nó nghe nè, tao lộ mà nghe à. Mà đã lộ là tao phải ăn mặc cái gì phải lộ ra ngoài trước mặt cho mọi người thấy, hiểu không? Gì con thấy mốt gì đổi tên đi. Tên gì? Lô lô. Tôi giả bản mặt mày giờ. Giỡn đâu, lâu gặp diện mừng quá. Ui, mỏi tay. Trời ơi, có con trò bá lửa chưa? Đừng đụng tới, tao nó đang ở trong hội thiêu về nè. Trời ơi, tao nói tao thiêu, tao giá không bây giờ tay chân tao nói mỏi gì đó. Ủa gì? Dì mới nói con là gì ở trong hội thiêu hả? Ừ. Ủa vậy dì có biết cái bà hội trưởng ở trong đó không? Biết chứ sao không biết. Trời ơi, cái bà hội trưởng đó, bà là một người mắc dịch đúng không dì? Mắc dịch lắm đúng không? Đúng không? Sao nói ta mắc dịch, mày biết bả hồi mình nó mắc dịch. Trời ơi, biết sao không biết gì, người ta nói mà. Tiếng lành thì đồn gần, mà tiếng xấu đồn xa, mà xa dữ lắm. Người ta đồn nghe đầy tai luôn nè. Bộ bà hội trưởng đó, bà xấu lắm sao mà đồn xa dữ vậy? Xấu lắm. Gì mà nghe con kể về con người đó là gì nổi da gà. Con người mà lừa thầy phản bài, chơi đầu trên, bể đầu dưới. Coi như con người đó xài không có vô. Con cái thiệt cái gì nha, con á là con có biết mặt bả, con biết tên bả, chứ con biết con đi ngoài đường gặp đâu con chửi đó. Con nói cho hàng xóm ta biết hết bả là người xấu xa tồi tệ. Trời ơi, mà ai nói gì bả, người nào nói với bả là cái chuyện gì? Người nói cho con nghe là người trong cuộc đàng hoàng. Người trong cuộc? Dạ. Người trong cuộc nói tao sao? Tao không nói gì. Nói bà hội trưởng á, nó bà hội trưởng hồi thê quá, không nói gì. Đúng nói, rồi. Vậy biết sao? Người trong cuộc nói sao? Cái bà chính tóc bạc á, bà nói với con á, cái bà hội trưởng hồi thêu đó, ngày xưa là bạn của con dâu bà. Vậy mà nỡ lòng nào đi dành cái chức hội thêu của bà. Có thời gian cái con người này á, bà dành được của người ta vậy cũng quả báo. Quả báo mà đời này không trả, đời sau cũng trả, xuống âm phủ vẫn còn trả. Nói thiệt á. Có nghĩa là quả báo là coi như là trời mưa là bị sét đánh đó phải không? Xuống sông là bị chìm xuồng đó phải không? Đó, bật điện là bị điện giật đó. Mà lên trên trời là rớt máy bay đó phải không? Trời ơi, gì hay quá. Mà đi ra ngoài đường là bị xe đụng chứ gì? Trời ơi, gì hay quá. Cái bà hội trưởng nó giành được cái chức vị của bà chính đó chứ gì? Đúng rồi, con mẹ hội trưởng nó chơi cái vô. Vậy chứ con mẹ hội trưởng là ai mà biết không? Cái con mặt nó. Không có đâu biết bà hội trưởng là ai đâu, nghe kể ra. Cái bà hội trưởng đó là tuy xa mà gần. Tuy mày không biết mà ở ngay trước mặt của mày là tao nè. Mày nghĩ sao mà mày trù tao không còn ở mức độ nào hết vậy? Người ta nói tao ít mà mày đồn có thiệt là nhiều. Mày có biết người ta nói là tao làm cực khổ thế nào để tao giành được chức vụ đó không? Mày đừng có nghe lời của bà chính. Cái bà chính đó hả? Bà Nai Nai. Trời ơi, ai đang nói xấu mình hả ta? Ah!